làm với mục đích là mình muốn chia sẻ và muốn giúp những bạn trong hoàn cảnh giống như mình vì mình hiểu sâu sắc được cái nỗi khổ tâm của những bạn sau không mái tóc mỏng thậm chí là bị hói chứ thật sự cái video này mình không có nhận một đồng một cách nào từ quảng cáo hết trơn á chào các bạn, mình là ký kỳ cục ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào hôm nay mình có hơi sổ mũi <laughs> trong chiếc video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hành trình cũng như là cách bản thân đã um, chống hỏi <laughs> từ này sang như thế này tuy là hiện tại không thể gọi là quá dài nhưng mà cũng đã cải thiện tình trạng được đáng kể rồi. Mình rất là biết ơn và mình cũng rất rất là muốn chia sẻ. Mình có quay phim, chụp hình lại tổng thể cái quá trình mà mình dưỡng tóc. Khi mà nhìn lại những cái bức hình, đầu tiên á mình khá là sốc, nó như đưa cho mình một cái sự thật vậy đó. Mình chỉ biết là tóc mình ít, nhưng mà khi mà nhìn vào đó thì mình không ngờ nó lại ít tới như vậy con người ta có một cái tâm lý đó là tốt thì khoe xấu thì che mình cũng rất là đắn đo là không biết có nên chia sẻ cái phương diện này lên đây không nhưng mà sau đó mình nghĩ lại đây là cơ thể của mình là da đầu của mình cho dù nó có như thế nào thì nó cũng là một phần cơ thể của mình mình không thể chối bỏ nó được và không có những cái hình ảnh của những cái ngày đầu tiên như vậy thì cũng không có lấy cho mình được một cái quyết tâm mà mình kiên trì sử dụng cái phương pháp lần này. Mình mới đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Và một điều nữa đó là các bạn, cái anh chị đang ngồi ở đây. Chắc hẳn là hàng ngày cũng nhìn vào gương, cũng nhìn thấy những cái hình ảnh tương tự của bản thân mình. Cũng buồn tuổi, cũng rất là muốn tìm cách khắc phục chứ, đúng không? Tiếp theo thì mình xin phép chạy tóc. Mình không phải làm như vậy, để cho những cái bạn ở tình trạng mà tóc ít tóc mỏng cảm thấy tuổi thân mình chỉ muốn mọi người có thể thấy được hiệu quả của phương pháp lần này ở chính cái video này thôi mình không có bày bán sản phẩm hay là cái gì hết đó mọi người chỉ là mình thật sự cảm thấy cái phương pháp lần này mình dùng có hiệu quả và mình muốn đem lên đây chia sẻ thôi okay. lúc trước mình xin thời luôn là mình không thể không thể chạy được máy năm năm luôn á chạy năm năm nó rất là kỳ có một lần mình chạy máy 5 năm năm á mà đi vào lớp á là tụi bạn chơi thân với mình mới, mới nghĩ đến cảm nhận của mình mới um, mới chạy tới nó nhỏ là à, mày phủ máy xuống đi mày đừng có chạy cái kiểu này nữa vì trông hói lắm đó mình người thấy chưa hiện tại thì đường chân tóc nó vẫn rộng ha nhưng mà nó cải thiện được rất nhiều rồi ok tóc mình mới gọi đầu nên là nó nó khó nó khó chảy thời buổi thông tin lan tràn như vậy người này nói thế này người kia nói thế kia mình là mình nói từ tận đáy lòng của mình đấy nhưng mà mình không muốn vì như vậy mà nó đưa ra một cái sức nặng ép các bạn phải tin các bạn có chứng kiến của các bạn các bạn hãy xem đây là một cái sự tham khảo nếu mà cảm thấy ok thì cứ thử kiểu trước khi vào phương pháp á, thì cho mình đôi lời kể về câu chuyện cá nhân của mình trước ha nhà nội của mình á, là có gen hói các cậu ở nhà ngoại á, thì tóc cũng rất là ít mình cũng đã có triệu chứng từ hồi cuối năm cấp 3 rồi Sớm ha Đối với một đứa cấp 3 như mình lúc đó Nếu mà được hỏi là Con trai sợ gì nhất trên đời Thì mình chắc chắn sẽ không cần phải suy nghĩ Mà trả lời thẳng Đó là sợ hói Khi mà mình ý thức được điều đó rồi á Là khi mà ra ngoài trời Có gió, có nắng, có mưa Hay là thậm chí chỉ là ra ngoài trời đơn giản thôi Thì mình đều có một cái cảm giác Rất không an toàn Đi đâu mình cũng lấy cái tay Mình che che cái phần tóc xuống và trong cặp của mình lúc đó là lúc nào cũng có một cái nón hết á và mình thú thật luôn cái gì mình làm thì mình sẽ nói là mình làm mình luôn muốn chúng ta đến với nhau một cách chân thật nhất có thể và để mọi người nắm được cái tình trạng hiện nay của mình rồi á thì mọi người mới có thể hình dung ra được những gì mà mình nói tiếp theo và đâu là phần tóc mình cấy đâu là phần tóc mình sử dụng cái phương pháp đó thì Ừ, Cách đây hơn nửa năm về trước là lúc mình cấy tóc Mình cấy 2 nang Chủ yếu là phần phía trước Tại vì lúc đó là mình có triệu chứng hói M Nhưng mà đây không phải là cái phương pháp mà mình muốn nói đến trong cái video này Và nếu mà biết được cái phương pháp đó sớm hơn á Có thể mình sẽ áp dụng cái phương pháp đó trước khi cấy tóc Và nếu mà nó cho cái hiệu quả rõ rệt như vậy á là thậm chí mình đã không cần phải đi cấy tóc rồi tốn rất nhiều tiền nữa trên con đường giải cứu mái tóc của mình á thì việc đầu tiên mình làm đó là mình search thông tin trên internet trên trển thì thông tin vô số kể luôn kiểu thông tin này thì đối trọng với thông tin kia không biết là cái tin đó có thật hay không hay là người ta sử dụng hình ảnh của một ai đó khác để mà quảng bá sản phẩm nên là cái quá trình đó chỉ gói gọn trong cụm từ là hoang mang nè, bất lực nè, và sợ hãi. Rồi bản thân mình cũng phải tự đi kiểm nghiệm, xem xem những người có chuyên môn họ tư vấn tình trạng của mình như thế nào. Mình cũng tới những cái viện thẩm mỹ, nơi mà có những cái dịch vụ soi nang tóc á, để mà xem xem. Thì có thể do bản thân xui đi. Khi mà mình gặp những cái vị bác sĩ, những cái người tư vấn thẩm mỹ á, là họ chỉ quan tâm về mặt tài chính của bệnh nhân hơn là những cái phương diện khác họ làm như vậy không có sai vì nhắc tới cái vấn đề thẩm mỹ á, là cái vấn đề nghe là đậm mùi tiền rồi đúng không nhưng họ có thể thực hiện theo cái kiểu mà nó tự tới hơn mà có chỗ thì câu trước đá câu sau câu trước khi mà nghe mình tường thuật lại là uh, ba mình bị hói rồi cái này cái kia thì họ nói là À, cái tình trạng này là em chỉ có thể cấy tóc thôi vì nhìn vào đó là em không có nàng bla 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 câu sau lại dõi ngược lại à, giới thiệu liệu trình bên bên anh chị là liệu trình a b c bao gồm 10 đến 12 buổi mỗi buổi là bao nhiêu bao nhiêu đó nhưng mà không chắc là tóc sẽ mọc lại nha mọi người cái kiểu là thấy khách hàng đang hoang mang ấy nên là muốn vớt thêm được một khoản nào thì vớt rồi đó mình cũng thử trải nghiệm một bữa thì họ cho mình nằm xuống một cái giường rồi họ xịt một cái tinh dầu gì đó vào da đầu sẽ có một bạn nhân viên đứng massage da đầu cỡ chưa tới 30 phút đâu mà mình ngửi là mình ngửi ra tinh dầu bưởi mình mới hỏi là ủa đây là dung dịch gì vậy ạ à? thì họ mới trả lời á đây là dung dịch đây là cái tinh dầu bưởi kết hợp với một cái cái chất gì đó độc quyền bên họ thì mình Ừ, nghe Nghe, thử, trải nghiệm thử Tại vì cũng đã bỏ tiền ra rồi Chứ nếu mà tin vào bưởi không á Thì ở nhà mình cũng có thể tự mua tự làm được mà Ở nhà mình cũng đã thử hai ba loại tin vào bưởi khác nhau Nhưng mà cũng không có hiệu quả Đó, nhiều lắm Chính vì những cái cách làm tùy như vậy á mà nó làm cho những cái những cái bạn những cái anh chị mà trong tình trạng như mình á cảm thấy rất là hoang mang và cũng không biết là nên đặt đồng tin ở chỗ nào luôn. Mà sau khi dùng cái phương pháp mà mình sẽ đề cập tới phía sau á, thì mình mới thắc mắc là Ủa, tại sao nếu mà nói mình không có nang, nói mình theo kiểu là hói di truyền, thì tại sao khi mà dùng cái phương pháp này lại có hiệu quả? Đây là cái câu hỏi cá nhân của bản thân. Còn nữa, cho mình xin phép mình nói thêm cái cái quá trình này ha, <laughs> tự nhiên cảm thấy hơi mất nói uh, là mình cũng đã từng đến những, uh, bệnh viện lớn của thành phố, tại vì uh, một những cái người lớn xung quanh á thì họ không có kinh nghiệm trong cái chuyện này nên là một đứa con nít như mình phải phải tự đi mò và mình xin nhấn mạnh đó là mình làm cái clip này á không phải để boi nhỏ danh dự của bất kỳ ai hay là bất kỳ tổ chức nào hết mình chỉ muốn chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi tới nơi á thì mình cũng bỏ tiền ra mua sổ khám bệnh rồi cũng đợi xếp một hàng dài đợi tới lượt mình khám khi mà mình khám á thì cái người bác sĩ đó chuyển mình qua một cái tòa nhà khác tại vì cái nơi này là cái nơi để mà chữa bệnh trên da đầu mà vấn đề của mình mình da đầu của mình không có bệnh mà cái tòa nhà kia nó thiên về thẩm mỹ và cái vấn đề của mình nó cũng nghiêng về thẩm mỹ nữa nên là mình phải qua cái tòa nhà bên kia xếp hàng lấy số lại từ đầu rồi lần này tới luận mình thì mình vào khám vị bác sĩ khám cho mình hôm đó thì khá là trẻ khá là hững hờ vô tâm với bệnh nhân nữa kiểu hỏi vài ba câu Hỏi cho có, hỏi là tình trạng gia đình như thế nào Rồi um, ba có bị hói hay không Thậm chí là không coi tới da đầu của mọi, mình luôn nha mọi người Hỏi xong, mình trả lời xong Là kết luận là mình hói di chuyển Trả sổ cho mình đem về Ủa nếu mà như vậy thì Cái đó là thông tin tôi đã biết rồi Thì tôi tới khám đây để làm gì Tôi chỉ cần đưa ra cái phương pháp mà đằng này thì nói những cái thông tin tôi đã biết trước rồi Thì có phải là ổn thời gian, ổn tiền của bản thân tôi không? Sau khi cấy tóc Thì mọi chuyện nó chưa có xong Nó chưa phải là êm đâu mọi người Nó cần một cái khoảng thời gian dài để vùng tóc cấy á Nó thích nghi với da đầu Và ngủ đông rồi mới sinh trưởng Tầm cỡ 9 tháng Nhưng mà ở tháng thứ hai, tháng thứ ba sau khi cấy á, thì mình cảm à, mình làm ngoài trước mình làm ngoài trước còn ngoài sau thì mình có dặm dặm phủ thêm thôi nhưng mà mật độ nó sẽ không có dày như ở ngoài trước nhưng mà ở tháng thứ hai tháng thứ ba sau khi cấy tóc đi tái khám thì mình vẫn thấy được là vùng ở ngoài sau của mình á nó vẫn còn khá là mỏng khá là thưa mình mới hỏi cái người chị mà tư vấn cái liệu trình cấy tóc cho mình người chị đó thì mình đánh giá là um, chị rất là nhiệt tình rất là hỗ trợ có cái gì là sẽ chỉ không có dấu giếm mình nhớ như in cái câu nói của chị luôn đó là phần tóc cấy là an tâm rồi chị chỉ sợ là một năm sau phần tóc cấy nó lên đều nó lên đẹp nhưng mà cái phần không cấy thì nó sẽ bị rụng đi gọi chị là chị trinh đi thì chị trinh cũng giới thiệu cho mình một vài phương pháp thì phương pháp ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cái phương pháp mà chỉ đã giới thiệu cho mình Bây giờ mới vào vấn đề chính của video nè <laughs> Thì đó là phương pháp xịt tinh chất móc phai Một điều lưu ý là sản phẩm này Là sản phẩm dành cho nam nha mọi người Nhưng mà các bạn nữ mà có xem cái video này thì cũng yên tâm Mình có để đường link mà bản thân mua hàng á Ở phía dưới nếu mà các bạn quan tâm đang bị tình trạng như vậy á, thì cũng có thể vào đường link đó hỏi cái người chủ quán xem á, là có cái sản phẩm tương tự như vậy mà dành cho nữ xài được không nha chị tư vấn á, nói với mình rằng da đầu của mình là da đầu dầu đó là nguyên nhân gây ra rụng tóc và làm cho teo nang thì morphine có thể khắc phục được cái tình trạng đó à, tại vì morphine nó sẽ có hai tinh chất là minoxidil và finasteride nói thật á, là khi mà mình chỉ bản thân mình dùng sản phẩm thôi á thì mình không có coi tới cái bản thành phần luôn nhưng mà khi mà đem lên đây nói về một cái sản phẩm như vậy á là nó lại là một cái câu chuyện khác không phải là mình vô trách nhiệm với bản thân nha nhưng mà mình kể như vậy nè đó là khi mà bản thân mình dùng á là chỉ có mỗi cá nhân của mình thôi ví dụ là xui đi nó có tác dụng phụ hay là như thế nào đó thì mình mình dùng mình chịu có một mình mình thôi còn nếu mà mình đem lên cái video này mình nói á thì lỡ cái video này được nhiều người biết tới thì cái phần trách nhiệm đó nghe tới là nặng cái phần trách nhiệm đó nó không phải là chuyện dẫn chơi mình phải cân nhắc rất là kỹ đó cũng là lý do mà mình uh, không phải mình không muốn chia sẻ sớm cái phương pháp này mà mình mình đắn đo cái vấn đề đó đó nhưng mà <laughs> ừ. Trời ơi, sao mà vừa nói vừa chỉ rồi ta Midosis <laughs> Ok Chắc là để hình ảnh ở cái bên hoặc là minh họa thôi ha Midosidil là cái cái chất kích thích mọc tóc Nhưng mà Midosidil lại không ngăn cản đi cái việc rụng tóc Rụng tóc á, nó là do DHT, một cái hóc môn nội sinh bên trong cơ thể nè đó nó sẽ gây ra cái việc trụng tóc và nó sẽ làm tăng tuyến bã nhờn từ đó nó làm bít cái lỗ chân tóc lại thì finasteride á, là cái chất có thể kiềm chế kiềm hãm cái hormone môn đó nhiều người á, là họ sẽ chọn cái hình thức là thuốc xịt có cái tinh chất là midocidil họ sẽ xịt lên và họ sẽ bổ sung cái tinh chất finasteride qua cái hình thức uống nhưng mà cái hình thức vừa xịt vừa ốm này á mọi người nghe cũng thấy phức tạp rồi ha thì nó um, nó sẽ có tác dụng phụ cao hơn và cái giá thành khi mà mua hai loại thay vì một á nó cũng sẽ cao hơn mình cũng đã từng hỏi cái vị thuốc mà có cái finasteride rồi giá thành nó hơi bị cao và nó nó chữa tuyến tiền liệt mà cái này chắc là không bàn quá sâu đi tại vì mình cũng không có kinh nghiệm về cái vấn đề này thì cái móc file này nó sẽ có cả hai cái yếu tố đó là Midoxidil và finasteride. điều mà có lẽ mình sẽ khác với uh, những cái người quản lý sản phẩm đó là mình muốn mang lại cho mọi người một cái nhìn toàn diện về cái sản phẩm này luôn. là mình cũng sẽ nhắc thêm về cái tác dụng phụ. tác dụng phụ mình sợ được trên mạng á, đó, đó là khi mà sử dụng sản phẩm này sẽ có hiện tượng là khô mắt nè, rồi uh, Mẫn đỏ nè, ngứa cái vùng boi nè, rồi lông tóc sẽ mọc dài ở những cái vùng cơ thể không mong muốn. Thành thật đi, thì cái tác dụng phụ của sản phẩm là mình phải search trên internet mình mới biết. chứ cá nhân mình dùng đó, là mình không có cảm nhận thấy cái tác dụng phụ quá rõ rệt. Cũng như trên trển họ cũng ghi rõ là rất là ít người bị tác dụng phụ. Nhưng mà cũng phải nói qua cho mọi người cân nhắc. Lúc chị xin tư vấn mình sử dụng cái phương pháp này á chị cũng có nhắc tới tác dụng phụ thì mình nghe cái từ tác dụng phụ là mình sợ chứ mọi người đúng không tại vì đây là cái sản phẩm sử dụng trên da đầu của mình mà sử dụng trực tiếp lên cơ thể mà phải sợ chứ thế là mỗi cái lần tái khám sau khi cấy tóc á mình đều dành thời gian ra gõ cửa văn phòng của chị trinh và mình hỏi là chị ơi cái sản phẩm chị giới thiệu em dùng á nó có tác dụng phụ không nó có khiến cho ung thư da đầu rồi à, bị teo não rồi không nghe sợ chứ đúng không rồi chị mới nói là em là người trực tiếp sử dụng sản phẩm em sẽ là người cảm nhận rõ rệt nhất nếu mà thuốc có tác dụng phụ là em sẽ không còn khỏe mạnh mà đứng ở đây mà hỏi những cái câu hỏi mà như vậy cho chị nói về sản phẩm bao nhiêu đó thôi ha bây giờ sẽ nói về cảm nhận của mình sau 4 tháng dùng và thậm chí là bây giờ là qua tới những ngày đầu của tháng thứ năm rồi theo mình thấy là hiệu quả mắt thường có thể trông thấy rõ luôn lúc trước á không biết mọi người có để ý không nhưng mà khi mà mình lên video á là mình phải dành nhiều thời gian lắm để mà mình canh lại cái cái kiểu tóc á à, và mình cũng không có dám quay qua quay lại trong clip quá nhiều tại vì uh, nếu mà quay như vậy những cái góc này sẽ thấy da đầu nè uhm. nhưng mà hiện tại thì quay bùng xả luôn mọi người <laughs> <laughs> thì sản phẩm thì một ngày mình xịt hai lần sáng một lần tối một lần khi mà mình xịt sản phẩm ha là mình cảm nhận thấy là tóc của mình nó khô lại bình thường á cho dù mình có gọi đầu mà sản phẩm dầu gọi đầu mà kìm dầu đi thì tóc của mình cũng được cỡ nửa ngày cùng lắm là một ngày nó sẽ có hiện tượng là dầu là phải hầu như là ngày nào cũng phải gọi á nhưng mà khi mà sử dụng cái sản phẩm này á tóc mình um, nó khô à, đạt đỉnh điểm nói ra mọi người đừng có cười nha đạt đỉnh điểm là có thể hai ngày hai ngày rưỡi ba ngày mình không cần gọi đầu luôn á mà tóc của mình nó vẫn không bị dầu á ừ cái mình muốn nói rõ đó là ở những cái lần sử dụng đầu tiên lần đầu tiên luôn khi mà mình xịt đó, là mình có cái cảm giác da đầu nó nó cứ kiểu bị chăm chích có phần nhức đầu nữa Lúc đó mình cũng hơi sợ chứ Sau những cái lần sạch sâu á Thì um, kiểu da đầu nó không còn cảm giác nữa Như kiểu là bắt đầu thấm thuốc quen thuốc á Và khi mà mọi người mua sản phẩm á là Mình nhớ là cái bảng thành phần Nó ghi bằng tiếng Anh Nhưng mà ở cái shop mình mua á Là ở ngoài trước nó cũng sẽ có một cái tờ giấy ghi bằng tiếng Việt Trong đó cũng ghi khá là rõ Cũng có cái số điện thoại shop Mọi người thí um, dụ mà chọn mua sản phẩm á thì mọi người có thể đọc thử cái tờ đó, nói cũng rất là rõ. Ngày trước á khi mà chưa dùng sản phẩm, mình có um, xả lại tóc bằng nước sạch á, thì mình đếm là tới hai mươi mấy cộng rụng lực. Rụng trên mặt nước á. Đó, rồi nhưng mà khi mà mình dùng sản phẩm ở ngày thứ 18, 19 nha. Là nó rụng tới bốn mươi mấy cộng lần Sợ chưa? Uh, nhưng mà mình cũng có đọc trước ở cái tờ giấy bằng tiếng việt mà shop có gửi á, thì đúng rồi trong cái khoảng thời gian đó là nó sẽ rụng nhiều hơn thì to, uh, trong đó giải thích là do uh, cái quá trình đó là nó sẽ đào thải những cái cổng tóc yếu mỏng và um, làm thoáng cái lỗ chân tóc để mà từ đó nhường chỗ cho những cái cổng tóc dày khỏe nó được mọc lên và nó phát triển nhưng mà tâm lý bình thường thì mình vẫn lo chứ mình nhắn tin trực tiếp Thiếu điều là muốn gọi điện trực tiếp với shop mình hỏi là ố rụng như vậy rồi có sao không shop? Tại vì tóc ít thì mới dùng sản phẩm này Tóc ít rồi dùng sản phẩm này Nó rụng tới như vậy nữa thì tóc nào mà chịu cho nổi Thì cũng được shop, cũng chứng an Đến hiện nay thì ngày nào mình cũng dùng sản phẩm hết Khi mà xả lại bằng nước sạch đó Khi mà mình đếm lại là Chỉ còn rụng cả 5-6 cộng thôi mà hầu như cái cọng mà rụng á nó là những cái cọng tóc nhỏ xíu à, vừa nhỏ vừa mỏng nữa. Cái ngày 18 19 á khi mà uh, nó rụng tới bốn mấy cọng vậy á là mình có quay clip lại luôn. Nhưng mà nó không có được thẩm mỹ nên mình không có đem lên đây. Và với phương pháp này, ví dụ bạn đã quyết định dùng rồi á là bạn phải dùng đều nha. Uh, chứ không phải là buổi đực, buổi cái, nhớ thì dùng, không nhớ thì thôi nha. Và mình cũng sẽ để đường link mà mình thường mua hàng ở phía bên dưới Ví dụ mà bạn nào có một cái câu hỏi nào á, thì có thể nhắn tin trực tiếp hỏi shop giúp mình ha Vì thứ nhất á, là mình làm với mục đích là mình muốn chia sẻ và muốn giúp những bạn trong hoàn cảnh giống như mình Vì mình hiểu sâu sắc được cái nỗi khổ tâm của những bạn sau không mái tóc mỏng Thậm chí là bị hói Ra đường rất là tự ti luôn Thậm chí là có cái giai đoạn trước khi cái tóc á là uh, mẹ mình nói là hầu như mình bị bệnh tâm lý luôn á mình hiểu được, sâu sắc được cái điều đó nên mình mới làm cái video này chứ thật sự cái video này mình không có nhận một đồng một cắt nào tiền quảng cáo hết trơn á và lý do thứ hai trường hợp của mình cũng chỉ là một cái trường hợp cá nhân thôi mình dùng thuốc mình thấy hiệu quả thì mình đem lên đây chia sẻ nếu các bạn quyết định dùng trước đó hãy tham khảo ý kiến trước giúp mình có thể nếu mà các bạn không biết hỏi ai á Thì có thể nhắn tin hỏi shop trực tiếp Giúp mình luôn Tại vì mình thành thật là cái bản thành phần thuốc á Mình cũng không rõ Nên là shop là chỗ bán á Có thể shop sẽ rõ hơn Nếu mà không biết hỏi ai Hãy hỏi shop Lưu ý giúp mình Và trước khi kết cái video này á Thì mình cũng còn nhiều điều muốn nói Nhưng mà mình sẽ nói thêm một điều cuối cùng nữa thôi Đó là Mọi người, ví dụ mà quyết định dùng thuốc rồi thì không biết là dùng cỡ bao lâu ha thì cái câu hỏi này mình cũng hỏi bản thân đó thì mình có hỏi shop thì shop nói là dùng cỡ 3 đến 6 tháng và dùng cỡ 6 tháng để đạt kết quả tốt nhất thì ví dụ sau 6 tháng thì ví dụ xin lỗi lèo lưỡi thì ví dụ sau 6 tháng các bạn muốn dứt thuốc đó, là không phải dứt một lần là dứt liền bạn hiểu không là mình lúc đó giảm liều dùng xuống ví dụ hôm nay bạn xịt 5 nhát thì bạn có thể giảm xuống còn 4 nhát giảm từ 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 xuống chứ không phải là dứt một lần là dứt liền nhấn mạnh giúp mình khúc đó còn nếu mà muốn biết thêm chi tiết chắc là quay về lại hỏi sớm với mình mình chỉ chia sẻ được tới nhiều đó đây các bạn biết không thường nếu mà các bạn uh, có xem video của mình thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được là mình sẽ không thích làm một clip mà nó dài quá 15 phút đâu tại vì uh, thường sẽ khó có người xem nào mà ngồi lâu hơn 15 phút để mà xem một cái clip mà nói nó 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 nói như vậy họ người xem sẽ bị đuối và cái thứ hai là mình mình soạn content mình cũng sẽ bị đuối thường là mình soạn xong rồi mình phải nhớ cái ý đó để mà mình nói cho ống kính như vậy nè có thể chứ có thể là để cái uh, cái content ở đây mà mình nói mình mình đọc 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 như vậy thậm chí đọc như vậy á cái lời văn của mình nhiều khi nó lại biểu cảm hơn nhưng mà mình muốn có sự tương tác ánh mắt của mọi người Mình muốn đòi hỏi nhiều như vậy đó Nên là cũng hơi đuối Là mình chắc cái video này nó khá là dài Chưa edit mà cũng biết rồi Ok, chia sẻ điều đó nữa thôi đó <laughs> Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại Cảm ơn vì đã để mình Có cơ tạo ra một vài cái tiệc trong cuộc đời của các bạn ha Khoan, từ từ đừng vội nha những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó